Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, trong bối cảnh trái đất đang bị bao vây bởi rác vũ trụ, một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực không gian vũ trụ Nhật Bản đã nghĩ cách làm sạch không gian vũ trụ bằng cách phóng vệ tinh dọn rác thương mại đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ nam châm. Vệ tinh thử nghiệm vừa được phóng lên ngày 22 tháng 3 năm 2021 vừa qua. Nếu thành công, đây sẽ là vệ tinh dọn rác vũ trụ đầu tiên trên thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chinh phục không gian bền vững trong tương lai. Vậy vệ tinh này có cơ chế hoạt động ra sao? Hãy cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu công nghệ đặc biệt thú vị này trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Tốt Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Vệ tinh ELSAD là sản phẩm được phát triển bởi công ty khởi nghiệp AstroQ của Nhật Bản. Vệ tinh đảm nhận sứ mệnh làm sạch không gian vũ trụ thông qua nỗ lực giảm lượng rác thải nguy hiểm trên quỹ đạo trái đất. Được phóng lên quỹ đạo lúc 13 giờ 07 phút ngày 22 tháng 3 năm 2021 theo giờ Hà Nội từ khu vực phóng Kazakhstan. Vệ tinh được phóng lên từ tên lửa Soyuz, đồng hành cùng với nó còn có 37 vệ tinh khác. Trước đó vào năm 2017, công ty AstroQ từng phóng một vệ tinh nhỏ với mục đích kiểm tra và đo đạc rác vũ trụ. Tuy nhiên, vụ phóng không thành công do tên lửa gặp trục trặc. Nhưng với sự trở lại lần này, hứa hẹn sẽ là một thí nghiệm thú vị cho công nghệ dọn rác vũ trụ trong tương lai. Vệ tinh ELSA chỉ mang mục đích thử nghiệm, do đó sau khi được phóng lên quỹ đạo, nó chưa thực hiện dọn rác ngay lập tức, mà nó sẽ thực hiện nhiệm vụ với mảnh rác vũ trụ giả lập được mang theo cùng. Trên vệ tinh này có hai thiết bị chính. Thứ nhất là tàu đuổi bát Chaser nặng 175 kg. Thứ hai là mảnh rác vũ trụ giả Target nặng 17 kg. Theo kế hoạch, khi vệ tinh lên quỹ đạo, tàu đuổi bát Chaser và mảnh rác Target sẽ được tách ra. Tàu đuổi bát sẽ sử dụng cảm biến đuổi theo mảnh rác Target. Sau khi đuổi kịp mảnh rác, con tàu sẽ kết nối với mảnh rác bằng nam châm. Đây được đánh giá là nhiệm vụ khá khó khăn, nhất là sự kiện đuổi theo mảnh rác và bắt được nó khi đang chuyển động. Sau khi bắt được mảnh rác, tàu đuổi bát Chaser và mảnh rác Target sẽ dính chặt với nhau bằng từ tính. Tiếp sau đó, chúng sẽ rời khỏi quỹ đạo và lao vào bầu khí quyển trái đất để bốc cháy hết trước khi lao xuống bề mặt. Công ty khởi nghiệp AstroQ cho biết, tàu đuổi bát có thể dọn được những mảnh rác vũ trụ trong quỹ đạo ổn định hoặc chuyển động liên tục. Nhưng điểm hạn chế là nó chỉ dọn được những mảnh rác có trang bị tấm từ tính như mảnh rác mà nó mang theo thử nghiệm. Điều này có nghĩa, nếu lần thử nghiệm này thành công, trong tương lai, các công ty vũ trụ có thể gắn những tấm từ tính ở vệ tinh của họ để rồi thuê công ty AstroQ dọn rác sau khi nhiệm vụ của vệ tinh kết thúc. Nếu điều đó trở thành hiện thực, rác vũ trụ sẽ không tăng lên và chúng sẽ giảm dần theo thời gian. Nobu Akada, người sáng lập và giám đốc điều hành AstroQ cho biết, hành trình của chúng tôi đến thời điểm này đã lâu dài, đầy thử thách và được đền đáp. Giờ đây bắt đầu một hành trình tiên phong cho chính ELSAD, một kỷ nguyên mới của sự bền vững trong không gian bắt đầu với chuyến đi này. Và chứng kiến ELSAD rời trụ sở của chúng tôi ở Tokyo là thời khắc đầy mạnh mẽ. Như chúng ta đã biết, các mảnh vỡ không gian vũ trụ đang trở thành một vấn đề nhức nhối, là bài toán khó đối với các quốc gia trên thế giới. Việc bỏ lại một vệ tinh hết hạn, một tầng đẩy tên lửa hay một thứ bỏ đi bên ngoài không gian là một việc rất dễ dàng. Nhưng để thu gom nó thì không hề đơn giản. Chúng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mới có thể xử lý được. Chính bởi vậy, hầu như các dự án dọn rác vũ trụ chúng thường được nằm trên giấy. Rất ít dự án được thực hiện thí nghiệm như lần này. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ước tính hiện có khoảng 160 triệu mảnh rác vũ trụ trên quỹ đạo với đủ hình dạng và kích thước khác nhau. Trong đó có 34.000 mảnh dài hơn 10 cm, có 3.372 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo trái đất. Chúng bao gồm các vệ tinh hết niên hạn sử dụng, các mảnh vỡ của tên lửa, ngoài ra còn có các mảnh nhỏ khác, chúng đến từ các vụ va chạm hoặc là những thứ rơi ra từ các tàu du hành. Theo NASA,
các mảnh rác bay với vận tốc khoảng 29.000 km/h, nhanh gấp 7 lần so với viên đạn. Chính vì vậy, một mảnh rác cho dù rất nhỏ, chúng có thể gây ra một thảm họa nếu chúng va chạm vào vệ tinh hoặc trạm vũ trụ quốc tế ISS. Các nhà khoa học đã cảnh báo sẽ có ngày rác vũ trụ trở nên quá nhiều, nó nhiều đến mức chúng ta không thể phóng bất kỳ vệ tinh nào lên mà không va chạm với rác vũ trụ. Và đương nhiên, nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ trở thành tù nhân trên chính hành tinh của mình. Với độ cao trung bình là 330 km, trạm vũ trụ quốc tế ISS luôn luôn có nguy cơ va chạm với rác vũ trụ. Nhưng ngược lại, rác mà ISS thải ra cũng không ít. Mới đây nhất, ngày 11 tháng 3 vừa qua, ISS đã thải ra một khối rác khổng lồ lớn nhất từ trước đến nay. Khối rác vũ trụ nặng 2,9 tấn này là một pallet chở pin đã qua sử dụng. Cánh tay robot gắn liền với ISS đã vứt khối rác ở độ cao 426 km so với bề mặt trái đất. Theo dự kiến, khối rác sẽ trải qua 2 đến 4 năm trôi nổi trên quỹ đạo thấp của trái đất trước khi bốc cháy trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, NASA không có dữ liệu nào cho thấy có bao nhiêu mảnh vỡ còn sót lại sau quá trình hồi chuyển. Các nhà khoa học cho biết, đáng lý ra khối rác lần này sẽ được mang về trái đất trên một phương tiện HTV của Nhật Bản. Nhưng vào năm ngoái, tên lửa phóng Soju đã thất bại nên khối rác còn tồn tại đến hôm nay. Và cuối cùng NASA đã quyết định vứt bỏ khối rác ra ngoài không gian, nhường chỗ cho các phi hành gia và các thiết bị khoa học khác trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Hiện tại, khối rác đang di chuyển với tốc độ 7,7 km/giây và nó khó tồn tại trước nhiệt độ cực hạn khi bay qua khí quyển trái đất. Các chuyên gia của NASA cho rằng đây không phải là mối đe dọa với con người. Tất nhiên, không phải ai cũng tin như vậy. Trước đó, vào ngày 10 tháng 3, vệ tinh thời tiết NOAA-17 của Mỹ cũng tan rã và vỡ ra thành ít nhất 16 mảnh trên quỹ đạo. Vệ tinh đã kết thúc sứ mệnh vào năm 2013 và sau 8 năm trôi dạt trên quỹ đạo, nó chính thức tan rã. Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA cho biết, tại thời điểm này, các mảnh vỡ không gây ra mối đe dọa nào đối với trạm vũ trụ quốc tế hay các tài sản không gian quan trọng khác. Tuy nhiên, có lý do để chúng ta phải lo lắng. Năm 2016, phi hành gia Tim Peaker của Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA đã chia sẻ bức ảnh về một vết lõm dài 1/4 inch khoét sâu vào cửa sổ trạm vũ trụ quốc tế ISS. Thủ phạm được cho là một mảnh rác nhỏ trong không gian. Chúng có thể chỉ là một vẩy sơn hoặc một mảnh kim loại có kích thước chỉ vài micromet. Nó không lớn hơn nhiều so với một tế bào E. coli. Nhưng tại sao một mảnh rác rất nhỏ như vậy mà nó lại làm tổn hại có thể nhìn thấy được? Các nhà thiên văn học lý giải, tất cả phụ thuộc vào vận tốc. Trạm vũ trụ quốc tế ISS và các vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo trái đất ở độ cao khoảng 400 km. Chúng xoay quanh hành tinh của chúng ta 90 phút một lần với vận tốc trung bình khoảng 27.700 km mỗi giờ, gấp 10 lần tốc độ trung bình của một viên đạn. Ở vận tốc đó, bất kỳ một vật thể nào đều có thể gây nguy hại cho trạm vũ trụ quốc tế. Đó cũng là lý do giải thích vì sao viên đạn nhỏ như vậy mà nó lại có sát thương rất lớn. Hậu quả sẽ càng thảm khốc hơn khi hai vật thể đối đầu nhau trong không gian, khi đó năng lượng của vụ va chạm tác động càng mạnh hơn. Trong không gian, vệ tinh, tàu vũ trụ và mảnh vỡ quay quanh quỹ đạo theo nhiều con đường khác nhau. Trong khi một vật thể có thể quay theo chiều ngang quanh xích đạo, vật thể khác có thể quay theo chiều dọc xung quanh các cực. Một số các vật thể thậm chí còn di chuyển ngược dòng, nghĩa là chúng quay ngược với quỹ đạo trái đất. Khi ngày càng có nhiều mảnh vỡ làm lộn xộn không gian ở quỹ đạo thấp của trái đất, trong đó có trạm vũ trụ quốc tế ISS được coi là đường cao tốc chật cứng vào giờ cao điểm. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu, một mảnh vỡ có kích thước vi khuẩn có thể chỉ để lại vết lõm, nhưng một mảnh vỡ kích thước bằng hạt đậu, chúng có thể vô hiệu hóa các hệ thống bay quan trọng. Còn một mảnh vỡ có kích thước bằng một quả bóng bàn, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa. Ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đang theo dõi các mảnh rác không gian, đưa ra những cảnh báo cho các công ty, các tổ chức, các thiết bị bay trên quỹ đạo, đổi hướng thiết bị khi có nguy cơ va chạm xảy ra. Kể từ năm 1999, ISS đã thực hiện 25 thao tác để điều chỉnh đường bay nhằm tránh va chạm với các mảnh vỡ.
Đương nhiên, nó sẽ mất kiểm soát khi mà rác vũ trụ tăng lên quá nhiều. Chính bởi vậy, việc dọn rác vũ trụ là một việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Với việc thử nghiệm lần này, hy vọng rằng công ty Astrocale của Nhật Bản sẽ thành công để chúng ta có thêm một giải pháp dọn rác vũ trụ trong tương lai. Chúng ta đã sử dụng không gian cho rất nhiều thứ như liên lạc, dự báo thời tiết, giải trí, quân sự, v.v. Nếu quá nhiều rác trong không gian, các vệ tinh, các tàu vũ trụ sẽ liên tục gặp sự cố va chạm. Đó sẽ là bước đi lùi trong nền văn minh của chúng ta. Vì vậy, hy vọng các dự án dọn rác vũ trụ sẽ thành công, trả lại bầu không gian thông thoáng như những gì vốn có của nó. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng khám phá về vệ tinh thử nghiệm dọn rác vũ trụ bằng công nghệ nam châm, cũng như mối nguy hiểm tiềm tàng của rác vũ trụ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.